6 tháng 12. Con đừng để cho sự tự mãn tri thức hay những tiền định, những quan niệm và những thành kiến ngăn chặn bước đi của con. Con cũng đừng nhắm mắt làm ngơ trước chân lý, bởi chân lý thì không đến từ những phương tiện thông thường hay chính thống. Con đang bước vào cái mới, và vì thế, con phải được chuẩn bị cho nhiều phương pháp và phương tiện mới. Ở trường, khi người ta đưa một học sinh lên lớp cao hơn, thì nó sẵn sàng mở óc não ra để tiếp thu và đón nhận mọi đề tài mới nó phải học. Bước vào thời đại mới cũng vậy đó. Con phải có lòng mong muốn, dám làm, dám thử những kinh nghiệm mới và dám hăng hái bước vào cõi xa lạ. Con cũng phải mong muốn, ngay cả phạm những sai lầm, để học hỏi từ đó và biết rằng khi làm như thế, con sẽ không ngừng lớn lên về sự khôn ngoan, hiểu biết và lĩnh hội. Con đừng lo ngại, con không phải bước lên cái một từ lớp 6 lên lớp 12 đâu. Từ từ từng bước, người ta sẽ làm cho con tiến lên. Cha ơi, trong đầu óc con cứ luôn băn khoăn rằng cha đang dạy dỗ con, dìu dắt con đi từng bước để con làm gì cho cha. Mãi đến nay, con vẫn chưa thấy con đã làm được bao nhiêu cho cha, mà cuộc đời này đâu có ngưng lại để chờ đợi con. Cha ơi, cõi xa lạ nào cha sẽ đưa con vào, và con luôn luôn sẵn sàng bước theo chân mẹ, cũng cần phải té ngã, lạc mẹ đôi lúc để gà con tỉnh táo hơn và lấy lại niềm vui được bước theo chân mẹ.